mua nick Free Fire lên quân tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay Kẹo và anh em sẽ cùng trải nghiệm cái phiên bản OB19 nha mọi người ơi. Mình là một trong những streamer được trải nghiệm trước cái phiên bản OB19 nhá. Đấy, giao diện vào game cực kỳ là ngầu lòi luôn. Hello mọi người, với đây nó là cái sảnh chờ của game đây. Thì tất nhiên rồi, đối với phiên bản mới nó sẽ có sự xuất hiện của nhân vật mới. Chúng ta có nhân vật Angela, tức là thiên thần. Khi ở trong xe phục hồi 5 máu mỗi 4,5 giây, tối đa là 200 giây, hiệu ứng thì nó sẽ không cộng dồn nha mọi người ơi. Và chúng ta sẽ có sự có mặt của một nhân vật mới nữa, đó là Avaro anh em ơi. Thì cái kỹ năng của nhân vật này đó là sát thương vũ khí nổ tăng thêm 6%, phạm vi sát thương tăng thêm 7%. Và tất nhiên là anh em có thể là nâng cấp tối đa lên đến là level 6 anh em ơi. Ok, trợ thủ mùa này của chúng ta sẽ có trợ thủ Robo, trông cực kỳ là ngầu lòi lên anh em ơi. Tôi trông nó giống kiểu như là cái máy hút bụi có cái vòi anh em ơi. Vô lý nhỉ. Thì cái con nhân vật trợ thủ này nó sẽ giúp thêm cái lá chắn vào từng băng nha mọi người. Hiện tại là có skin Robo Ai Cập nữa nè. Đó, trông kiểu cảm giác ngầu lòi luôn anh em. Nói chung là cái trợ thủ này mình không biết là nó bán bao nhiêu kim cương nữa, nhưng mà hiện tại thì trong cái phiên bản thử nghiệm là nó chưa có bán luôn anh em ơi. Đó, có những cái hành động này. Ây, trông nó cũng đáng yêu, dễ thương phết nhỉ anh em. Không hiểu sao tôi ví nó như là cái máy hút bụi vậy. Giới thiệu cho anh em về những cái chế độ chơi trong phiên bản OB19. Chúng ta vẫn sẽ có đấu rank, đấu thường trên đảo quân sự, đảo thiên đường. Có đảo sa mạc, sắt đao, cầu tiếp chiến, liên hoàn chiến và cuồng sát. Ok, hôm nay là chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái đảo sa mạc nha mọi người ơi. Tìm trận rất là nhanh luôn. Được rồi, thì đây nó là cái sảnh chờ của chúng ta. Sảnh chờ thì mang theo giao diện mùa đông luôn, bởi vì là mùa đông đến rồi mà anh em ơi. Nói chung là nó rất là có không khí Noel anh em ạ. Ok nè. Đấy, thì đây là cái server thử nghiệm nên là rất là ít người được chơi. Hiện tại thì anh em có thể thấy là chỉ có 5 người chơi trong cái trận đấu này mà thôi mọi người ơi. Và tôi đang sử dụng cái nhân vật mới đó là Avaro để cùng chiến đấu thôi anh em. Nói thật với anh em luôn, đây là lần đầu tiên tôi chơi phiên bản mới OB19 luôn anh em. Công nhận là mình thấy là về cái độ mượt của game thì nó vẫn rất là mượt, không hề rụt lag nha, mặc dù là đồ họa được nâng cao lên đáng kể luôn. Được rồi, đảo sa mạc, ui, trông kiểu ngầu phết anh em ơi. Ui, cái lúc mà vào game ấy, trông nó giống như kiểu là một cái bộ phim vậy anh em ơi. Được, đảo sa mạc, toàn bộ cái màu sắc của đảo nó sẽ là cái màu cam. Ok, nhảy dù xuống luôn anh em. Thì theo như mình thấy là cái đảo sa mạc này, đây hiện tại chỉ là cái bản demo thôi anh em ơi, tức là nó chưa mở full hoàn toàn anh em. Đó, tôi sẽ cùng anh em trải nghiệm được một phần của cái đảo này. Ok. Ê, có người. Chạy xuống dưới anh em ơi. Không, nó cho mình sanh mộ thì lại hỏi tại sao bây giờ. Ok, cứ phải xuống dưới trước cái đã. Ê, đồ họa game phải nói là cực đẹp luôn anh em ơi, cực kỳ chất lượng này. Có cả hiệu ứng khói bay sa mạc anh em ơi. À quên, hiệu ứng cát bay của sa mạc. Nhầm xíu anh em thông cảm nhá. Đậu xanh, chạy à. Ơi anh em ơi, sao nó lại không có hiện cái ống ngắm nhỉ? Hình như là, à đúng rồi, phiên bản OB19 cái này là lỗi anh em ơi. Lỗi bật ống ngắm. Tức là anh em bật ống ngắm lên trông nó kiểu như là góc nhìn thứ nhất vậy, nhưng mà thực chất là không có phải đâu nha mọi người. Quan trọng là anh em ơi, ngày hôm nay thì Kẹo sẽ cùng anh em xem là những cái công trình của đảo sa mạc nha anh em ơi. Ok, tí nữa thì quên tên đảo. Đơn giản thôi, đồ họa của cái đảo sa mạc này rất là đẹp, là cái đầu tiên mà Kẹo phải nhận xét luôn. Màu sắc cực kỳ là đậm màu luôn. Và đơn giản là cái đảo sa mạc này ấy, mình nghĩ là làm một cái bản đồ sẽ rất hot trong phiên bản OB19. Bởi lẽ là những người chơi của chúng ta đã quá quen với hai bản đồ đảo quân sự và đảo thiên đường. Giờ đây anh em có thể là thoải mái lựa chọn thêm một cái đảo nữa, đảo sa mạc. Đấy, đổi mới anh em ơi, chơi game cảm giác nó phê hơn hẳn luôn. Có rất là nhiều xương rồng. Cái này là mấy cái lều trại nó hơi bị thấp một xíu này. Có lẽ là bản chính thức có thể là fix lại anh em ơi. Theo như Kẹo thấy thì ngày ra mắt phiên bản OB19 là có lẽ là hơi lâu hơn thường lệ so với sự ra mắt của phiên bản thử nghiệm anh em ơi. Đơn giản anh em thấy là có những cái lỗi như kiểu là đây, hiện tại là lỗi ống ngắm này, rồi là lỗi những cái công trình này.
Anh em thấy không? Nó sẽ hiện những cái nhà màu trắng các thứ luôn anh em ơi. Nhìn xa thi thoảng nó sẽ bị lỗi. Thì tất nhiên là nhà phát hành sẽ phải fix lại những cái lỗi này. Cơ bản là những cái bản thử nghiệm đưa ra cho những streamer đó test những cái bản này, xem là lỗi gì thì báo cáo để có thể là fix lỗi và sửa lỗi anh em. Đơn giản là mình đã bắt được hai lỗi rồi. Thế này là anh em có lẽ là mình nghĩ là trong tháng 12 thôi. Chắc chắn là trong tháng 12. Ê, gì vậy anh em ơi? Sao bật cái ống ngắm lên nó lại xanh như này? Hình như là nãy mình lựa phải cái ống ngắm nhiệt thì phải. Ok ok, trông nó kiểu hình vuông luôn. Game lỗi vẫn đang còn rất nhiều. Nhưng chúng ta phải nói rằng là mình không nghĩ là Garena Free Fire sẽ ra một cái đảo sa mạc như này. Thật sự rất tuyệt vời luôn anh em. Và tôi thì chẳng hề thấy có một cái sự giật lag gì cả. Tầm này thì chỉ còn lại có một người chơi thôi. Những cái công trình trên đảo đảo này là đảo gì anh em? Quên mất tiêu rồi, đảo sa mạc. Thì nó không dùng lại những cái công trình cũ của đảo quân sự cũng như là đảo thiên đường nha anh em. Nó là một cái đảo mới hoàn toàn luôn. Ok, thật ra thì cũng có giữ lại một số ít nhưng mà nó rất là ít luôn. Anh em sẽ có một cái trải nghiệm nó hoàn toàn mới lạ. Ok, lên trò xem là chúng ta sẽ có gì nào mọi người ơi. Đặc biệt là phiên bản OMI18 với sự xuất hiện của hai nhân vật luôn, thề luôn. Bây giờ nhá, chuẩn bị anh em ơi, xuống dưới luôn nào. Let's go mọi người. Cái thao tác chơi thì mình chưa quen lắm bởi vì là nó thay đổi một số những cái icon. Tức là làm cho cái giao diện game nó trở nên đẹp hơn và đồ họa 3D đổ bóng nó có vẻ là ok hơn anh em. Mình nghĩ là đến với phiên bản OB19 thì bản chính thức nó có thể là sẽ thay đổi nhiều đó anh em. Cơ bản là sẽ phải fix lại những cái lỗi này này. Đó cũng như là thay đổi để cho anh em có một cái trải nghiệm nó tối ưu nhất. Cũng như là có thể mở full cái đảo này nha anh em ơi. Mở full cái đảo sa mạc luôn, chơi game cực kỳ là đã luôn anh em. Thề luôn, mình cảm tưởng như là mình đang chơi một cái game khác vậy anh em ơi. Nó thay đổi ở giao diện tương đối luôn. Phải nói là đây là một cái điểm nhấn cực kỳ lớn luôn anh em ơi cho tựa game Free Fire. Đối với phiên bản OB19, một cái bản cập nhật rất là đáng chơi và đáng được anh em mong đợi trong cái mùa Noel này. Let's go mọi người. Những cái chi tiết như VNG không thay đổi, nhưng tôi thấy là có cái hiệu ứng này, người ta gọi là hiệu ứng cắt bay. Đơn giản là bởi vì là ở sa mạc là hay có những cái hiện tượng như kiểu là bão tuyết này. Đó, âm thanh hình ảnh rất là sống động, cũng như là hình ảnh ánh nắng chiếu xuống nữa anh em. Thật sự luôn, rất là tuyệt vời anh em. Đấy là những cái cảm nhận của Kẹo sau khi mà đã trải nghiệm cái phiên bản OB19 này chỉ trong gọi là chút ít thời gian đây. Đó, cùng với anh em trải nghiệm luôn. Thế anh em còn mong đợi điều gì ở phiên bản OB19 nữa? Có thể là comment ngay bên dưới video này. Đó, mình sẽ có những cái góp ý rồi là chúng ta sẽ cùng mong là nhà phát hành sẽ sửa lại, như là thêm lại những cái thứ mới mẻ vào trong phiên bản OB19, giúp cho anh em có một cái trải nghiệm nó ok hơn, nó tuyệt vời hơn, nó perfect hơn anh em. Bây giờ nhá, lên xe và chiến thôi. À, trông cái giao diện lên xe trông nó kiểu lạ lạ anh em ơi. Mình sẽ ra ngoài mình xem con nào anh em ơi. Trông nó lạ lạ ghê. Đây, hiện tại thì mình đang chơi ở cái server Indonesia. Đó, nên là ping nó hơi cao xíu, thi thoảng là vào ra xe nó rất là chậm luôn, cũng như là anh em hơi khó chơi. Nhưng mà không sao, đơn giản là khi mà anh em cái bản cập nhật được chính thức phát hành, anh em chơi server Việt Nam nó rất là tuyệt vời thôi anh em. Nó không hề xảy ra cái hiện tượng giật lag, nên là anh em hãy cứ yên tâm nha. Thế như rồi, xem chúng ta có gì nào. Về súng mới trong phiên bản OB19 này thì mình chưa có phát hiện ra cái khẩu súng mới đâu cả. Nhưng mà nếu như mà phát hiện ra thì cũng sẽ làm cho anh em những cái video tiếp theo nhé. Các bạn nhớ đón xem nha. Bây giờ là lượn lờ qua đây con nào. Úi dồi, game này tôi tưởng tượng như là game đi ngắm cảnh vậy anh em ơi. Như kiểu là sa mạc, Sahara vậy. Nhưng mà trông cái kiểu nó rất là hài hòa luôn anh em ơi. Đó, úi dồi ôi, từ những hình ảnh cheater bo trong phiên bản mới OB19 cũng đẹp luôn anh em. Bây giờ nhá, sẽ lượn lờ qua đây xem là có thêm cái công trình gì không để cùng anh em khám phá nhá. Đây, lỗi vẫn rất nhiều. Lỗi những cái công trình nó sẽ hiện những cái tường màu trắng chẳng hạn anh em. Ở đây có một cái tàu thì phải anh em ơi. Ui, kinh ngạc luôn anh em ơi. Ở đây có một cái tàu hỏng nha anh em ơi. Tôi tưởng tượng như là cái tàu Titanic vậy. Lên trên nha anh em. Ui, có cả đường lên luôn anh em, lên vô tư nhá. Ui dồi ôi,
Thề luôn anh em ơi, công nhận là ngầu thật. Được luôn anh em. Cái tàu này anh em hoàn toàn có thể là di chuyển thoải mái luôn nha. Nó không bị giới hạn gì cả. Đấy, đồ đạc cực kỳ là ngon lành luôn. Có một cái tàu hỏng bỏ trống ở đây. Theo như kẹo thấy thì được. Mấy ông làm đồ họa phiên bản OB19 thứ nhất là chú trọng về cái đồ họa này. Thứ hai là những cái công trình trong game nó vô cùng là đa dạng luôn. Nói chung là nếu mà chỉ dùng một từ nhận xét cái phiên bản OB19 thì mình sẽ dùng từ phê anh em ạ. Chính xác luôn. Không biết là anh em dùng một từ để diễn tả phiên bản OB19 thì anh em sẽ diễn tả nó như nào? Ngon này, mượt này hay là gì đó? Nó là do quyết định của anh em, bạn hãy comment ngay bên dưới video này nha. Chúng ta sẽ cùng trao đổi và bình luận nha. Thôi xong, con xe nó kẹt mất tiêu rồi. Đây, sẽ thử bơi xem. Cái động tác bơi thì nó không thay đổi nhiều, nhưng mà cái màu nước đã thay đổi rồi anh em ơi. Màu nước nó trở nên trong suốt hơn. Nói chung là trông nó thực tế hơn anh em. Bây giờ thế này nhá. Bo thì nó ngày càng thu nhỏ lại rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục lút đồ này. Vừa lút được cái báng súng level 3, khá là ngon. Bây giờ là chúng ta vào trong này nha mọi người ơi. Lượn lờ coi nào, xem là chúng ta sẽ có gì nào anh em. Hello hello. Cơ bản là hơi bị chán anh em. Đơn giản là chỉ còn lại có một đứa mà thôi. Đấy, mỗi cái trận đấu của bản test như này chỉ có 5 người mà anh em. Thề luôn. Nên là kiếm người hơi bị khó khăn à nha. Ra ngoài chơi xíu mọi người. Ây, đấy anh em thấy chưa, cái hiệu ứng ánh nắng nó rất là đẹp luôn. Và đây, theo chân kẹo thôi mọi người ơi. Bo này chắc là nó thu cũng khá là nhanh đây. Nên là chúng ta sẽ xem và chạy vào trong cái vòng an toàn trước nha mọi người. Cơ bản là kẹo rất là muốn trúng dai và sẽ xem là kêu nốt thằng cuối cùng luôn anh em. Chứ sao mà phải ngại phải không nào. Bây giờ nhá, từ từ. Chúng ta sẽ lên trên này cái anh em ơi. Ồ, chưa thấy nó luôn anh em ơi. Còn lại một thằng cuối nhưng mà chưa thấy nó luôn này. Đậu xanh không biết là nó trốn ở đâu anh em. Nói chung là anh em cứ bình tĩnh mà đi tìm thôi. Kìa kìa. Thế rồi trên này. Nó ở trên này. À, trên cái tròi hướng 240 à. Đậu xanh này làm sao? Làm sao chú muốn cái gì? Anh lại phải sợ chú quá cơ. Thanh niên này, thanh niên rơm rơm này, tuổi gì. Đấy, dựng bó kè lên luôn. Đừng tưởng là anh phải sợ chú nhá. Thêm một cái thay đổi nhỏ nhỏ đó là khi mà anh em cuốn máu nó sẽ hiện một cái thanh màu xanh lá cây, hiển thị cái lượng máu mà anh em có thể là cuốn thêm được. Đậu xanh kia chân tròi à? Làm sao? Xuống đi em ơi. Xuống đi nè. Chạy đâu hả? Ôi vãi cả trưởng. Vãi cả trưởng. Bắn thấm thế anh em. Đã được rồi. Nó vẫn đang gốc rửa thì phải. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi, kiểu này là hỏng hết bánh kẹo rồi anh em ơi. Gì đây? 10 giây nữa bò thu lại hả? Thôi xong. Mình đang đứng ở đây có lẽ là mình rất là dễ sanh mộ nha mọi người. Căng thẳng phết. Đây anh em, qua tạm cái phía đi nha. Ôi vãi trưởng đậu xanh kìa. Ê, bắn xuyên biển quảng cáo hỏi anh em. Gì mà căng vậy? Chạy bo anh em. Ơ kìa, thằng này nó không bắn mình nhỉ? Sao lại quay tròn rồi? Lá hả? Thôi xong rồi. Bắn này. Ơ vãi trưởng lắc rồi anh em ơi, lắc rồi. Thôi xong rồi, kiểu này là mất tôn rồi anh em ơi. Cay cú quá cơ. Cái đậu xanh này đã bị chết. Thôi hỏng anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.